Hôm nay chơi nổi không mọi người? Hello mọi người. Vào like tương tác chia sẻ like giùm em mọi người ơi, có quần nhung tâm không ạ? Quần nhung tâm em hết sạch, không còn một con nào luôn á chị ơi, không còn một con nào luôn chị Nguyệt ơi. Rồi những chị nào thấy em tương tác chia sẻ like giúp em nha. Hôm nay em về đồ ấm áo len các kiểu luôn cho mọi người. Áo nam tối nay em lên em xả, áo nam còn ít màu nó bị lộn xộn á nên là tối nay em lên em xả luôn cho các chị nha. Tối nay lên em xả luôn cho các chị. Quần nhung tâm em xin lỗi là không còn một con nào luôn á bác ơi. Rồi tương tác chia sẻ like giúp em đi các chị ơi. Tương tác chia sẻ like giúp em cảm ơn nào các chị ơi. Rồi em chào chị Trung Nguyễn, chào tất cả mọi người. Hôm nay em có đồ bé cho mấy bé mà đồ cho mấy bé mà tầm 30 35 38 kg trở lên cho tới size. Quần nhung tâm đẹp giá dạ, em hết sạch không còn một con nào luôn. Mấy chị biết không, nhung tâm mà em bán ở dưới chợ ấy, người địa phương mua một lần là 8 cái một người. Mấy chị tin không? Mua một lần 2 cái, mua một lần 3 cái, mua cái chị kia đúng mua lần 8 cái luôn á. Chị bảo là mặc quá sướng luôn á. Quần quần tâm á. Rồi em chào chị Hà Huyền, chào chị Kiều Lê Sơn, em chào mọi người. Hôm nay em còn ít cái áo nam á. Mấy chị ơi, áo nam hôm trước em bán 105 á. Hôm nay em xả luôn cho mấy chị 90 ngàn, thiệt sự luôn, xả luôn cho mọi người 90. Gửi hàng chị chưa? Hôm nay em mới gửi chị á chị. Em xả luôn 90 ngàn cho mấy chị, hôm nay mặc đồ nổi không? Em xả luôn 90 ngàn cho mấy chị nha, cho nó gọi là nó gọn nhà mấy chị. Còn mình gọi là còn màu đen với màu đỏ không rồi nên em xả luôn cho mấy chị 90 ngàn luôn nha. Chị nào mua cho chồng thì lấy. Em tầm được tầm 20 cái mấy chị ơi. Cái Hải còn tầm được 20 cái á. Em xả luôn 90 ngàn thôi. Em gửi hàng cho em xả luôn nha, 105 hôm nay em xả luôn cho mấy chị. Thôi em xả luôn 85 ngàn cho mấy chị luôn, gọi là cho gọn nhà luôn. Em xả gọi là cho gọn nhà cho mấy chế luôn, cho nó gọn luôn. Nói chung là còn đỏ thôi, đỏ với đen thì nhiều nên là em sẽ xả luôn cho mấy chị. Chị nào mà có trong tầm ký này thì mấy chị lấy, em nói thật xuất sắc luôn á mấy chị hàng này. Mấy chị mua rồi 105 hôm nay em xả luôn cho mấy chị là 85 nghìn. 85 nghìn giùm em nha. Size này em đang cầm nè. Em đang cầm con size XL nè mấy chị. Rồi em chào chị Đỗ Hoa, mấy chị vào mua đồ cho chồng nha mấy chị ơi. Đây nè, em đang cầm con size XL nè, 55 kg trở lên cho tới 63 kg mấy chị chốt giùm em. 55 tới 63 hôm nay em tương tác cho mấy chị thiệt sự nha, một like thôi, một like duy nhất thôi. Em tương tác cho mấy bác luôn 85 ngàn, hàng 105 hôm nay em tặng luôn mấy chị 85k, em tặng luôn mấy chị 85 ngàn nha. Rồi em xíu lấy giấy. Rồi em lên màu trước, nói chung là nó không có còn màu nhiều nên em mới xả cái giá gọi là sập nguồn nhẹ nhàng mấy chị. Nè, nó rất chắc thì mấy chị yên tâm nha, những chị nào nhận hàng về rồi là nó mình giả mang luôn. Nó nhìn mà mình mà nó đang giả mang luôn mấy chị ơi đây. Ai lấy đỏ cứ từ 55 kg trở lên là mấy chị chốt em con này. 55 cho tới 62 mấy chị chốt lên giúp em là mã đỏ. Đỏ 85 ngàn, hàng 105 em xả luôn cho mấy chị 85 nhé. Nên tranh thủ chốt hàng này không đẹp bé Hải biếu không cho mọi người luôn. Có áo phao cho bé Nam không? Áo phao bé Nam để xem mà em còn ít thì em tặng luôn nha Hờ Nuôi ơi. Đây, chị nào lấy đỏ chốt giùm em mã đỏ 85 ngàn. Em có đủ size từ 55 kg tới 90 kg nha mấy chị. Em lên con size XL trước nè. Đó, 55 cho tới 60, 55 cho tới 63 kg mấy chị chốt nha, 55-63. Lên giúp em là mã đỏ 85 ngàn, 105 còn 85. Đỏ 85, rêu 85. Chị nào lấy rêu chốt giùm em mã rêu 85 cho xem áo đen phía sau. Áo đen phía sau là cái gì ta, là mã da. Áo đen phía sau là da chị Nga Phạm ơi, hàng là da đẹp lắm, da này xuất sắc luôn chị ơi. Này da này thì đã luôn,
Da này thì đã luôn giùm em 355, ngày hôm nay em tặng mấy chị 340. Tặng luôn cho mấy chị 340.000 cho hết, em còn đúng hai con. Hàng này hàng xịn, nếu mà đây mấy chị ơi, hàng này viết người ta bán 700-800.000 là bình thường á. Người ta bán 700-800.000 á, hôm nay em lên len lại tiếp cho mọi người, hôm nay em về được 30 cái áo len tiếp. Đây nè, đẹp xuất sắc luôn nha. 340.000 rẻ hơn mấy bữa là. Rồi chị nào hôm nay em lên cả áo phao á. Lên cả áo trong mấy chị to con á, rồi. 55kg trở lên cho tới 62 mấy chị chốt nha. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giúp em. Chị nào lấy rêu chốt giúp em mã rêu nè. Chị nào lấy rêu chốt giúp em mã rêu nè mấy chị ơi, rêu 85.000, hàng 105 còn 85 nhé. Đỏ đô này, đỏ đô 85 này. Đen 85 này. Và xanh 85 giúp em, và xanh 85.000 giúp em. Size cứ từ size từ mấy chị ơi, tương tác lên giúp em Hải với. Cứ size từ size từ 55kg trở lên cho tới size 55-62 mấy chị chốt giùm em nha. 55-62 đó, em có mấy màu đó mấy chị lên nha. Em lên lại này, xanh là 1 này, đen là 2 này, đỏ là 3 này, và rêu là 4. Áo này em còn 4 màu. Chị nào chốt cứ 55-63 mấy chị chốt giùm em 55-63 nha. 55 cho tới 63 mấy chị chốt giùm em 55-63. Quá chi là đẹp luôn, để em xem ở tương tác like tối nay thế nào. Hôm qua em có việc nên em nghỉ. Hôm nay đồ về nhiều lắm mấy chị ơi. Thành riêng tối nay em lên riêng, nếu mà kịp cách coi ok thì em lên riêng cho mấy chị chọn Tết luôn. Hàng riêng hôm nay em trở về rất là nhiều luôn. Rồi em lên size cho mấy chị size 70kg này, mấy chị chốt về cho chồng. Em lên size cho mấy chị này 70kg này. Size cho mấy chị 70kg này mấy chị ơi. Size 70kg, size 3X này. Size 3X em còn tầm này, mấy chị tranh thủ chốt cho chồng nha. Size này size 70, 68 cho tới 75. 68 cho tới 70, 70 tùy tùy form mấy anh nha. Đen là một, ui con xám là đẹp quá nè, không chốt xám là uổng nè. Ê mấy chị ơi, size này size 70, 72 kg quay đầu giùm em. 72 kg quay đầu giùm em, chị nào lấy xám chốt xám giúp em nè mấy chị. Chị nào lấy xám chốt giùm em mà xám này, xám 85.000. Ai lấy xám chốt giùm em mà xám 85 nhé. Xám 85.000 tương tác like giúp em đi mấy chị. Xám 85.000 chị nào lấy chốt giùm em mà xám 85. Ủa sao em like mà chưa thấy chị nào comment gì hết ta. Hàng này mà mấy chị không chốt nữa thì thôi rồi luôn. Xám còn bộ đang mặc không bé màu khác. Cô một bộ có quần riêng xuân ông đứng không. Chị Hương Nguyễn, bộ cháu còn hả cô, bộ cháu còn. Bộ cháu là hàng viết mới về luôn. Hàng có tông da cá tàu luôn. Không bao giờ xù, em bao cho mấy chị luôn. Like gì chị, like gì đi chị. Đang like mà. Xem bao nhiêu chị em mới vô. Xám bao nhiêu hả, từ từ cháu lấy áo một xíu nha cô. Cháu đang xả áo. Xám hả, xám này là size từ 70 quay đầu nè. Xám này size 70 quay đầu. Từ 67 cho tới 70-72kg quay đầu nhé. 70-72kg quay đầu giùm em. Con này hàng 105 em xả luôn cho mấy chị 85.000 tranh thủ. Không bao giờ có ở đâu một cái áo mà rẻ hơn 20.000 đâu. Nói chung bây giờ nó còn lộn xộn màu thì em xả luôn cho mấy chị nhé. Chị nào lấy xám chốt giùm em mà xám giúp em xám nhé. Chị nào chồng từ 70 thì chốt xám. Chốt giùm em mà xám 85.000, hàng quá VIP luôn mấy chị ơi, mà không chốt thì tự rất là đẹp luôn. Xám 77kg vừa không? Dạ chị ơi, 77 lô khác. 77 phải size 4X 5X cơ. 77 phải size 4X nè. Xám đó 80kg không hại không? Có 63kg được không chị ơi? 63kg đẹp luôn. 63kg là form 2X á. Trời ơi 63kg tí rồi em lên một lớp đẹp lắm nè. Chị ơi size 80kg hả? 80kg là size 4X nha. 4X 5X. Em còn hai con 5X nè, chị nào lấy thì chốt giúp em hai con 5X 80-85kg. 85.000 em còn hai con, chị ở đâu? À, chị Nguyễn Huệ. Em ở Gia Lai, từ từ chị Hồng Lý đợi em một xíu nhé. Đây con 5X size 80kg, em còn một con màu đen và một con màu ngọc. Chị nào lấy hai con này em nói thiệt nha. Gần như hôm trước em bán 105.000, hôm nay còn mấy màu nó hơi bị đầm tình màu lại nên em xả luôn mấy chị 85 này. Ai lấy 85 em còn đúng hai con thôi nha. Ai lấy 85 lên giúp em là mã 85 đen và 85 ngọc giúp em còn hai con size từ 80kg tới 90kg này. 3X vừa không? 3X chặt. 3X chặt. 80kg phải size 5X cơ. Cho 3X chặt đét luôn. Đó. Có size 54kg không chị? 54kg không? 54kg size 1X có luôn. Đợi em xíu nha. Đó, ai lấy con này 80kg cho tới 90kg em còn đen thì lên giúp em mà đen 85 và ngọc 85 còn đúng hai con. 5X là 80 tới 90 chốt giùm em. 80 90 chốt giùm em. Đây 54kg hơi rộng một xíu. 54kg em còn mấy màu này nè. 74-78kg á. 78kg thì 4X cũng được, 5X được tùy. Đây 4X thì còn màu này 78kg.
77 tới 78 kg chị Hồng Lý ơi. Form này bây giờ tới 75 cho tới 80 nè. 75 cho tới 80 là size 4X nha. Em lên màu cho mấy chị chọn nè. 75 cho tới 80 lên giúp em mã trắng. Chị nào lấy trắng 75 cho tới 80 chốt nha. 75 80 kg chốt giùm em nè, lên giúp em mã trắng, trắng 85.000. Chị nào lấy trắng chốt giùm em mã trắng 85.000, 75 cho tới 80. Đúng rồi, form này đẹp, thiệt sự luôn, áo này nhận về mê luôn, 85.000 không tin được đâu, áo nam này. Lên giúp em mã trắng, chị nào lấy trắng chốt giùm em mã trắng 85.000, 75 80 kg chốt. 75 80 chốt em mã này, có bộ nam 145 không em? Em có tí em lên. Bye nha. Bye mấy chị nha. Ai lấy trắng chốt giùm em mã trắng. Nhớ là 75 cho tới 80 nha. Ai lấy đen chốt giùm em mã đen. Đen em có 2 con. Đen em có 2 con. Ai lấy rêu chốt giùm em mã rêu. Ai mấy chị ở hàng này mấy chị không chốt thì chịu. Những chị nào có chồng 80 không chốt mấy con này em chịu rồi. Đây. Ai lấy rêu trắng cho chị Hồng Lý, nhớ lên 85 cho em nha chị Hồng Lý ơi. Nhớ lên 85 cho em, trắng em hết. Đây, ai lấy rêu chốt giùm em mã rêu. Ai lấy rêu chốt giùm em mã rêu, rêu 85. Nhớ đúng cú pháp thêm giá tiền giúp em. Rêu 85.000, đợi em xíu em xả mấy cao nam. Rêu 85 nha Nga Thanh, đợi em xíu mấy chị rồi em lên lần lượt nha. Em mới like mà, hôm nay em like muộn đó mấy chị. Cố gắng đợi em một xíu nha. Trắng cho chị Hồng Lý này, trắng em hết, em còn đen. Rồi em còn một con này mà không chốt rồi uổng nha. Lên giúp em là mã nâu, con nâu này đẹp chưa. Nâu 85.000, ai lấy nâu chốt giùm em có xám không, xám sai 7. Trắng Hồng Lý nè. Trắng em hết nha, em còn hai đen. Trời ơi, 85.000 chốt đi mấy chị ơi. Không phải suy nghĩ đâu. Trời ơi, con nâu này xinh quá, đẹp quá mấy chị. Sang nữa chứ. Ai lấy nâu chốt giùm em ạ, nâu 85. Ai lấy nâu chốt giùm em ạ, nâu 85. Nâu 85.000. Nâu 85.000 giúp em, nâu 85. Nâu 85.000 giúp em. Ngọc 54 có không em? Ngọc 54 em không có. Lên chị xem đi chứ mạng chị lắc nó không được. Ê, em đang lên hàng này xíu. Nâu này mua bữa trước rồi à. Ai lấy nâu, con nâu này quá đẹp, thiệt sự luôn. Cái nâu ở cái size 75 cho tới 80, em còn hai con đen và một con nâu nhé. Hai đen và một nâu giúp em. Là em hết hàng size 75 80 chốt đi chị ơi. Đây. Lúc nãy em lên size từ 54 kg trở lên mấy chị chốt mấy con này nè. 54 kg trở lên em còn những con này size 1XL 54 kg trở lên giùm em, 54 55 kg trở lên giùm em con này nhé. 54 55 kg chốt giùm em. Đó, đàn ông phải mặc rộng. Chị nào chồng từ 54 55 chốt giùm em nhé. Đây, ai lấy đỏ chốt giùm em mã đỏ này. Ai lấy đỏ chốt giùm em mã đỏ, đỏ 85.000. Nhớ là 54 cho tới 62 nha. 54 55 cho tới 62 giúp em với. Ai lấy đỏ lên giúp em mã đỏ 85. Ai lấy rêu lên giúp em mã rêu 85. Nhớ là từ 54 cho tới 62. Ai lấy rêu chốt giùm em mã rêu. Đỏ em có 2 con. Ai lấy đen chốt giùm em mã đen đó. Phạm Diễm mua thì lấy nha. Ai lấy đen chốt giùm em mã đen và em còn một con xanh này. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh 85.000. Xanh 85.000 giúp em. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh 85 này. Xanh quá đẹp mấy chị ơi, xanh quá đẹp. Hàng này mấy chị không lấy là uổng. 85.000. 85k nha, 85.000. Đó, em còn sai. Còn đừng đỏ sai thôi, mấy chị tự chốt giùm em. Sai rồi, em lên tới size 2X đây. Chị nào hồi nãy hỏi nè. À, chị nào hồi nãy hỏi nè, hỏi cái lô mà từ từ. Đây, cái màu đây mới gọi là màu xuất sắc này. Xanh 85 cho Phạm Diễm. Xanh 85 cho Phạm Diễm. Đỏ đôi với đen đẹp lắm đó mấy chị ơi. Đỏ đôi với đen đẹp lắm đó, thiệt sự luôn á. Tương tác chia sẻ like giùm em nha. Tương tác chia sẻ like giùm em xíu. Còn bộ em mặc đợi em lên. Bộ em mặc ui tới size này màu đẹp chưa nè. Tranh thủ chốt cái lô này giúp em. Tương tác giùm em cái con này. Size này em cho mấy chị xem nè. Size này là 60 cho tới 65 nhé. Size này 60 cho tới 65 giùm em. 60 tới 65 mấy chị chốt giùm em. Nhớ là 60 tới 65 2X nha. 60 tới 65 quay đầu giùm em lên áo thun nữ. Đợi em một xíu chị. Bộ em mặc có màu gì nữa, nhiều màu lắm chị. Đợi em xíu. Bộ em mặc có mũ sau nè. Đẹp lắm chị. Đây. Lên giúp em mã xanh nha. 60 tới 65 kg nha. 60 65 chốt giùm em này. Ai lấy xanh lên giúp em mã xanh. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh giúp em với xanh. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh 85.000, xanh 85. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh nhé. Rêu, rêu 85 giúp em, rêu 85.000. Rêu em có 2 con, em còn đỏ rêu với đen. Đỏ rêu đen giúp em nhé, 4 màu đỏ rêu đen giúp em hàng này. 60 tới 65. Hàng này còn bị lẻ màu nên là em sẽ xả luôn nha mấy chị luôn. Em xả luôn nha mấy chị. Còn màu xám là của size 70 quay đầu giùm em.
Sáng là của size 70 em hết. Đơn hồi bữa đi chưa chạy chưa nha Diễm ơi. Em kêu dồn mà để dồn hết hôm nay rồi mai chị sẽ ấy. Chị nào to con mà chuẩn bị hốt quần đây thì hốt nè. Em lên bộ em mặc trước nha, 120.000. 120.000, thật sự luôn quá là đẹp. Em lên size S trước nha. S này mấy chị nào mà con gái 40kg chốt rồi nè. Chị nào có con gái 40kg tranh thủ chốt bộ này cho con nè. Không đẹp mới hỏi biếu không luôn. Xem bộ nam đi em. Ờ có mấy bộ nam lên trước nam này. Nam 145. Nam 145 giúp em. Trời ơi 145. 145 hơi hớ nè. Hàng giấy kéo, bộ nam 145 hàng giấy kéo này VIP chưa? Hàng này người ta bán trên 200.000. Hàng này người ta bán trên 200. Em bán cho mấy chị một bộ đồ như này nè, nó nặng như này nè. Đây em đang cầm bộ 2X nha, bộ 2X này 70 thoải mái luôn. Bộ 2X này 70 thoải mái giùm em, bộ nam này đen này. Đó. Đó, 70 thoải mái giùm em nha. Bộ thể thao nam này, LXL và 2XL giúp em. Đây. Trời ơi đây mấy chị ơi nhìn hàng này, nó đẹp VIP chưa? Thiệt sự luôn. Chị nào lấy nam giúp em, lên giúp em mã nam 145.000 hàng này. Nam 145.000 em cho mấy chị xem từ chắc nha. Từ cận cảnh cho tới chắc giùm em nam 145 hàng dây kéo. Hàng dây kéo nam 145.000 em có size M, L với L. L của mấy chị, L là từ 60kg rồi lên cho tới size 70kg. 60-70kg chị nào lấy nam chốt giùm em là mã nam. Nam 145 giúp em nha, hàng VIP giúp em. Nam 145 hàng này bên thể thao bán xanh 85-60-65kg cho chị Thanh Loan kèm số điện thoại giúp em. Size 60-65. Size 60-65 một con xanh. 60-65 chị Thanh Loan. Có số điện thoại chưa chị ơi? Tương tác chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Thanh Loan có số điện thoại rồi nè. Ok bác. Rồi ai lấy nam thì chốt giùm em mã nam nha. 60kg trở lên mấy chị chốt về cho chồng. Nếu mà trời lạnh thì mặc nguyên bộ, nếu mà trời nóng thì mấy chị khoác luôn áo khoác. Rồi em cảm ơn em có số rồi. Nếu mà trời nóng, trời nóng mấy chị mặc trời nóng thì mấy chị mặc mặc cái gì ta, mấy anh mặc một bộ cũng được, chả vấn đề gì. Đó, ai lấy nam chốt giùm em mã nam. Trời ơi cái bọc rồi ta. Ai lấy nam chốt giùm em mã nam giúp em. Ai lấy nam chốt giùm em mã nam nha. Nam nam 140.000 hàng VIP giúp em. Lấy bộ em mặc size XL. Bộ em mặc không có XL. Bộ em mặc là 120.000 hàng da cá tàu ba xịn không xù không ba giùm em. Nhưng mà em không có, em không có size XL. Bộ em mặc chỉ có size S và M, có nghĩa là từ 38kg trở lên cho tới size 53kg em mặc thôi là đẹp. Em lên size S trước cho mấy chị nè. Size S này nhớ 100 nha. Đó, em về là hơn 100.000 rồi đấy. Thiệt sự mấy chị luôn. Đây em lên trước là cái bộ size S. Size S nó là bộ không mũ giùm em. Size S là bộ không mũ giùm em. Em cho mấy chị xem nè. Hàng nó xịn như thế này nè, hàng da cá tàu nhé. Hàng nó dạng hot đi với mấy chị ơi. Đây nè, chị nào có con gái kiều lê sơ 145-70kg một bộ cho chị kiều lê sơn. Đẹp lắm, đẹp lắm chị kiều lê sơn ơi. Em bé hả nó thật lòng luôn á. Nó quá là đẹp luôn á chị. Khoác cổ long bao nhiêu? Dạ khoác cổ long 355.000. 355.000 mà em tính cho 340.000 thôi, rẻ hơn 15.000. Bộ này là size 40kg mấy bé nhà mình mặc được. Bé nào to con thì 30kg, 35kg vẫn ok nhé. Bé nào to con cao thì 35kg vẫn được. Lên giúp em mã bộ này giúp em. Bộ này lên giúp em mã 120.000. Lên giúp em mã cam. Lên giúp em mã cam. Hôm trước chị nào hỏi đồ cho con gái mình mà tầm 40kg, 38kg thì mấy chị chốt những bộ này hả? Xuất sắc luôn, nhìn nè mấy chị ơi, cận cảnh luôn cho em. Ai lấy cam lên giúp em mã cam. Cam 120. Ai lấy cam chốt giùm em mã cam 120.000 giùm em. 35kg trở lên cho tới 45kg là đẹp đi ha. 35 cho tới 45-46kg là đẹp giùm em. Ai lấy cam lên cam. Cam 120.000 giùm em. Cam 120. Cam 120 nhé. Cam 120 giúp em size S. Cam 120 size S giúp em. Đây, đây bộ hồng cánh sen này. Đây là dành cho những bạn phong nhỏ. Có bộ nam cho cu 56kg không? Dạ chị Trần Thùy ơi, cam 120 cho Phạm Diễm. Xuất sắc luôn Diễm. Bộ này không đẹp chị biếu không luôn. Cái áo thun nam cho bé trai không chị? Áo thun nam bé trai chị chưa về nè. À, bộ thể thao nam 56kg size L chị ơi. 56kg size L giúp em 145.000. 145.000 bộ nam 56kg bao đẹp luôn. 56kg bao đẹp luôn cho mấy tình yêu luôn. 55kg trở lên nhá. Đây nè, size L này 55kg trở lên nè. Chị Trần Thùy lấy bộ này lên giúp em là mã nam 145.000 giúp em. Nam 145k giúp em nhá. Cứ 55kg trở lên cho tới 70 mấy chị chốt.
55 cho tới 70 mấy chị chốt bộ nam giùm em, đẹp lắm. Nó mặc phải rộng chứ còn đồ nam đâu phải như nữ, nó mặc bó trong người được mấy chị. Đẹp lắm, thực sự luôn, 145.000 giá trị lắm mấy chị. Đây em còn một bộ là nam 145 như chị cần từ một bộ. Em còn nhá, có bộ có mũ nhé. Ok, cô bộ có mũ cô chọn đi cô. Cô bộ có mũ hả, đợi con một xíu nè. Cô bộ có mũ đây. Bộ đó bao nhiêu ký? À, mấy chị ơi, bộ em đang mặc là cước em 54 kg này. Em cho mấy chị xem này, em 54 kg này nhá. Em 54 kg này. Cứ bộ này 55 mấy chị quay đầu giùm em. Bộ mũ size M. Size M đây mấy chị ơi, size M thì 40 kg cũng được. Cho tới 55 kg này, bộ mũ này ai lấy cam lên cam giúp em. Cam này xinh quá này. Ai lấy cam lên ta? Có của 1m363 kg không ạ? À? Bộ nam đen có nha. 63 kg, 1m73, 63 kg, chị lấy cho em size XL giùm em. Chị lấy size XL giùm em. Còn muốn thoải mái nữa thì lấy 2X. Nếu sợ ngắn thì chị lấy 2X giùm em. Bộ nam á 145.000 xuất sắc lắm chị Tôm Bùi. Ai lấy bộ cam lên giúp em mã cam nhé. Bộ này nhỏ mặc được, lớn mặc được. Ai lấy cam lên giúp em mã cam 120. Cam 120 giúp em. Lấy cô, lấy chị một quần riêng lưng bé trai 44 kg, mẫu hôm qua chị chọn đó. Bây giờ em không nhớ nữa chứ. Để tí này em xem lại thử nha chị Thường Ngọc ơi, đợi em xíu. Ai lấy cam lên giúp em mã cam. Cam 120.000. Cam 120 giúp em, cam 120.000 giúp em nha, cam 120. Cam 120 xuất sắc lắm, cam 120 này. Trời ơi đẹp lắm, con màu trắng này, có bộ trắng em tặng cho mấy chị luôn. Chị nào thích bộ trắng này size nhỏ cho bé mình em chốt đi, đẹp lắm. Bộ trắng này. Mê luôn. Trời ơi trắng này mấy chị ơi, chị nào lấy trắng em tặng luôn cho mấy chị 125.000. Chị nào lấy trắng em xả lỗ luôn bộ trắng này 125.000 vì em thấy trắng em không thích. Lấy bộ cam có mũ nha chị, bộ cam có mũ chết cha rồi. Bộ cam có mũ cho chị nha. Em có mũ 1250 đi. Rồi, ai lấy trắng lên giúp em mã trắng 125. Ai lấy trắng lên giúp em mã trắng 125, trắng 125 giúp em, trắng 125. Ai lấy trắng lên giúp em mã trắng 125 giúp em nha. Hàng này em bao cho mấy chị không bao giờ xù luôn. Không bay không nhão riêng, hàng có tâm gia cả tàu chị. Nó ok rồi mấy chị ha, nó ok rồi. Đó, ai lấy trắng chút trắng giúp em. Em còn một bộ xanh nha em đang mặc này. Xanh này cũng 125 luôn. Rồi lên tới bộ size M này mấy chị chốt này. Cam này xuất sắc chưa? Cô Loan lấy cam này đẹp nè cô Loan ơi. Quá đẹp. Ai lấy cam lên giúp em mã cam nè. Cam hồng. Hồi nãy kia là cam ấy. Kia là vàng bò, đây cam nè. Đây mới thị sự là cam nè. Quá đẹp chưa? Ai lấy hồng lấy giúp em mã hồng nha. Hồng này size M giùm em. Hồng này size M 55 kg, qua đầu chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng 120. Chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng 120. Hồng 120 giúp em. Chứ cho em bị lộn ở đây không ta? Hồng 120 giúp em, hình đơn giản đó con, hình này đơn giản mà cô. Hình này quá đơn giản luôn mà có bộ nào nữa đâu. Đó, ai lấy cam lên giúp em mã cam nha. Cam này có mũ đàng hoàng giúp em. Cam 120. Cam 120, đừng để ra anh ơi, em ngã nó đổ hết ướt hết đồ. Hồng 120 size M cho chị Thanh Loan. Gãy rồi đó. Cái này bỏ vô bình nha. Ừ. Không, em lấy ra. Đổ. Cái chân sao vậy? Mới lại. Hồng cho chị Thanh Loan. Hồng M cho chị Thanh Loan hả? À? Ớ, hồng đâu rồi? Đây phải hồng đâu, đây cam mà. Hồng M hả? Đây là cam mà. Cam mà chị ơi. Đây em nói cam mà chị Thanh Loan. Loan ơi, đây là cam. Cái này cho cô Loan nè. Cô Loan lấy màu khác được không? Cái này cho Thanh Loan, cô Loan lấy màu khác được không? Em còn ba màu này cũng đẹp lắm này. Cái này hồng M cho Thanh Loan, chị cầm cái trên tay á. Ờ ok, chốt cho Thanh Loan trước này. Đẹp lắm. Rồi ok. Rồi lên cho em mã đây, màu đen, đen size M lên giúp em mã đen M 120 nè, đen M 120. Đen M 120 giúp em đâu rồi? Đen M 120 quá xuất sắc luôn này. Chị bì luôn em xé luôn. Đen M 120 trời ơi mê mẩn mẩn mê, có mũ ra cô Loan thích màu đen thì lên. Lên đen giúp con nha, mê luôn mấy chị ơi nè. Đen M 120. Chị nào lên đen M chốt cho em mã đen M 120 giúp em nhé. Đen M 120 này mấy bác ơi. Đen M 120 giúp em chút, đúng cú pháp giúp em mê luôn. Ok cầm. Đen M 120, đen M 120 giúp em cam hết rồi. Cam gì có cam S thôi trên mặt rồi. Nâu size M, nâu em hết, nâu em còn S. Nâu em còn S, mấy chị ơi 10 bộ mà không đủ. Họ cho em được có 10 bộ thôi, không có sự lựa chọn em xem đang nghĩ này.
từ từ, có 10 bộ 15 bộ gì mất đó em còn cái gì ta, mới nói gì quên rồi, bữa nay đầu óc gì. Đang mời cho chị Hiền Nguyễn nè, đang mời chị Hiền Nguyễn nè, mấy bộ này mà không chốt rồi uổng lãng phí mấy chị ơi. Rồi em còn nâu ép, chị nào nâu ép lên giúp em ạ. Nâu ép 120, nâu đẹp quá, nâu ép 120 giúp em, nâu ép 120 nè, nâu ép 120, nâu ép 120 giúp em nha, nâu ép 120 giúp em nè. Mày chế quần của nó nè, đây quần của nó như thế này hết giùm em nhé. Nâu ép 120, nâu ép 120 giúp em, nâu ép 120, nâu ép 120 con nâu này quá đẹp rồi mấy chị ơi. Nâu ép 120 giúp em, nâu ép 120 nhé, nâu ép 120. Đây còn mấy màu cho bé gái nhà mình thôi, hồng cánh sen. Ui trời ơi, chị nào mà xuất sắc, cô không đen, cô không, tại sao cô ơi, trời ơi cô lo chốt lên bộ này. Ui trời ơi nó đẹp nè mấy chị ơi, cứ con gái mà tầm 38kg rồi lên mấy chị chốt hết đi mấy chị, thiệt sự luôn này mấy chị ơi. 35-38kg, trời ơi bộ hồng đây là hồng giặt nổi đi, kê đẹp chưa này. Hồng S nha, ai lên hồng S chốt giúp em, mà hồng S con nâu S mà mấy chị không chốt là uổng, thiệt sự luôn. Đây lên giúp em mà hồng S, hồng cánh sen là đẹp quá, hồng S giúp em, chị nào lấy hồng S lên giúp em mã hồng S 120, hồng S 120 giúp em sẽ dành cho con gái, con gái hồng 120 cho Phạm Diễm quá xuất sắc. 35kg trở lên là mấy chị chốt cho con mình nha, mấy bộ này mặc không bao giờ xấu, em thề mấy chị một câu luôn, không bao giờ xấu nha. 35kg trở lên là đã ok rồi, vì form này form rộng nên mấy chị cứ yên tâm giùm em. Trời thì bữa nay nó lạnh, nó sẽ còn lạnh dài mấy chị, đừng nghĩ rằng Tết năm nay sẽ mà nóng nha, không có đâu. Tay lên giúp em là mã đây, đen có S không em? Đen em không có S, đen em hết rồi chị Hồ Hiếu ơi, đen em hết rồi. Đây em còn có mũ đó, đây em còn hồng, em còn bộ hồng mờ mũ nè, hồng mờ mũ nè, nâu S, nâu S, nâu S cho chị Ngô Hồng Lý 120, bộ nâu nay mà không chốt rồi, thiệt thử quá tiếc luôn. Còn mấy màu nổi không, là người ta gửi em nổi không. Đây bộ cam nó đẹp nè, đây này mấy chị ơi, bộ cam này đẹp, mấy chị chốt cam này, vàng này đi, vàng bò này đi, lên giúp em mã vàng đi chị, mấy chị ơi vàng bò này, màu S nè đó, lên giúp em mã vàng đi, size S chị nào có size S chốt giùm em nè, vàng bò nè, vàng lên giúp em mã vàng bò 120 giúp em nè, size S nhá, cứ 45kg 46kg mấy chị ok giúp em, vàng bò 120 size S giúp em. Nói chung là 38, 37, 35kg rồi lên, nếu bé nào có bụng là ok rồi đó. Lên giúp em là mã vàng bò 120, còn đúng một bộ vàng bò 120, vàng bò 120 giúp em, chốt ngay và luôn mấy chị ơi, vàng bò này sang mà không chốt. Vàng bò 120 nha, vàng bò 120. Em còn mấy bộ nổi này mấy chị chốt giùm em. Em còn cam, còn bộ cam size M này, cam size M này mấy chị ơi, cam size M này đẹp chưa, cam có mũ size M. Chị 46kg vừa không em? Em bao vừa cho chị luôn. Em 54kg nè, em 54kg hiện em đang mặc đây nè chị. Đừng nói 46, thiệt sự 46 thì SM, 46 chị lấy M đi cho đẹp. Em còn cam M, em này em 54kg nè. Em ai lấy cam lên giùm em, cam này có mũ giùm em. Cô có, chị có bộ nam chưa, của tròn, của tròn chị hôm nay không về, người ta không gửi, chỉ còn dây kéo thôi. Bộ nam còn đúng một bộ nam của tròn, còn đúng một bộ sót. Ai lên cam chút giùm em mã cam có mũ giùm em, cam mũ giùm em nhá, size M 55-54kg qua đầu giùm em. Lên giúp em mã cam, cam M, cam M 120, cam M 120 giúp em, cam M 120 còn màu nổi thôi, mấy chị chốt về cho con gái mình. Lên giúp em mã hồng, mấy bộ này mấy bé mặc đẹp. Ai lấy hồng chút giùm em mã hồng M 120, hồng M 120 nha, hồng M 120 này. Bộ xanh em đang mặc em tặng luôn cho mấy chị 105.000. Ai lên xanh chút giùm em mã xanh 105, em còn 1S 1M xanh 105 giúp em, xanh cốm. Có là bộ nam size gì chị không nhớ size gì tí để xem. Em còn trắng, trắng em còn tặng luôn mấy chị 105, lúc nãy em nói nhầm á. Trắng 105 giúp em, em còn một trắng, ai lấy trắng chút giùm em mã trắng 105. Cam cho cô, ok, cam cho cô Loan, size M cho cô Loan này, cam đẹp quá. Thiệt sự rất là đẹp luôn á, chứ không phải đẹp vừa đâu cô. Cam này đẹp, có mũ nữa sang ghê luôn á. Ai lấy trắng lên giúp em mã trắng 105. Trắng 105 nha, xanh cốm 105 giúp em. Chị nào mà thiệt là trắng mặc mấy bộ này đẹp lắm nè. Cam 105, trắng 105 giúp em nha. Đây em còn một bộ, bộ hồng cánh sen size S nè, chị nào lấy giúp em. Chị nào lấy thì lấy giúp em. Đâu ta?
bộ nam em còn size bộ nam cho bé trai nhà mình cổ tròn này, không cũng dây kéo luôn, bộ này cũng dây kéo hết rồi. Ai lên bộ nam chốt bộ nam giúp em nha, ai lên nam chốt nam giúp em xanh 105 cho cô Loan đẹp lắm chị đó, em mặc đẹp lắm mấy chị ơi, xanh này xanh mờ nha, để cho chốt xanh mờ cho cô, cho mượn cho mạnh chút rồi cho chốt cho cô. Rồi qua mã giúp em nè, qua mã tối nay em tặng luôn nha mấy chị cái món này nè, đợi em một xíu nha. Tối nay em lên quần riêng cho mấy chị với áo thun, em lên quần riêng size cho mấy chị size 65-67kg, mấy chị yên tâm luôn giùm em. Chấm bài tương tác giúp em nha mấy chị, em lên quần riêng cho những chị nào mà size từ 65-67kg rồi lên 209 ngàn, hàng siêu vip bên em luôn 209. Đợi em kiếm vô em thay bộ đồ nha, rồi em like cho mấy chị tiếp. Xanh cho cô Loan bộ này, xanh 105 cho cô Loan, phải một bộ thôi nhé, cam đó ok cô. Rồi qua mã nha mấy chị ơi, em qua mã cho mấy chị nè, em qua mã cho mấy chị chấm bài tương tác đi, em lên quần cho mấy chị nè. Đây em còn mấy áo này, hôm nãy chị nào hỏi phao nam á, em còn mấy cái áo len bé này nè, mấy áo này em tặng gọn cho mấy chị luôn nha, em xả luôn cho mấy chị 65.000, mấy chị lấy về cho con mình mặc, còn mấy con thôi bé hỏi có định là ấy cho nó gọn á. Đây nè size S của nó này mấy chị ơi, size này 100 là size S nhé, 10-12kg mấy chị chốt giùm em con này, 10-12kg em tặng luôn nha mấy chị, là chỉ có 65.000 thôi, 65.000 một con, một cái áo lót lông bên trong này cho mấy bé về mặc mầm non đi học nha. Chị nào có con có cháu có định thì lấy giúp em, ai lấy đỏ lấy giúp em, hình như đỏ này 65.000 thôi, tặng cho nó gọn đang lạnh này, em lấy em tặng hết cho mấy chị chứ không là đó thiệt sự luôn nha, kiếm không ra đâu mấy chị ơi, 65.000 không bằng sỉ đâu, không bằng cái giá sỉ đâu mấy chị đó. Ai lấy đỏ chút giùm em, mà đỏ cái này trai gái gì đều được hết nha, 65.000 size từ 9-11kg, ai lấy đỏ lên giúp em, mà đỏ 65.000, đỏ 65 giá. Dạ rồi em chào chị Lại Lo đã 65, hôm nay bán tới 4 giờ chiều em mới về, không có thời gian luôn mấy chị ơi. Rồi hello chị Tuyết Mai, em chào chị. Đây size XL. XL này là 17kg mấy chị quay đầu giùm em, 17kg mấy chị lên xanh, áo xanh này sẽ là cho bé trai. 17kg mấy chị quay đầu giùm em, chị nào lấy xanh chút giùm em con xanh này mấy chị ơi, xanh 65.000. Xanh 65.000 15-17kg quay đầu giùm em, xanh 65. Xanh 65k. Quá rẻ mấy chị, hàng này mà không chốt nữa tiền thôi. Quá rẻ luôn rồi, của bé gái có. Của bé gái có này. Của bé gái là size tới 19kg luôn. Bé gái này size này 19-20kg vừa luôn giùm em. Con này 20kg vừa luôn giùm em nhé. Có nghĩa là bé gái bây giờ còn size từ 10-20kg. 10-20kg 65.000 một con. Chị nào lấy lên giúp em ạ Hồng. Chị nào lấy lên giúp em ạ Hồng. Rồi em qua like đây, em lên quần riêng cho mấy chị xem. Em lên quần riêng hay áo thun, hay áo thun trước đi ha. Hay áo thun trước đi. Thun đá cho mấy chị này. Đây mà không chốt nữa thôi. Đây mà không chốt nữa. Hồng, hồng cho cô. Hồng bao nhiêu ký cô Thanh Vân ơi? Cô Vân ơi, cô Vân lên giúp con là mã hồng. Hồng 65.000 cô Vân kèm ký giùm con nha. Hồng 65.000 cô Vân kèm ký giùm con nha cô Vân ơi. Cô Vân kèm ký giùm con ơi. Đây mấy chị ơi, áo này ui áo gì? Hàng cũng phá hết giùm em mấy chị. Chị nào cứ nhào hết vào đây giùm em. Mê mẩn mẩn mê luôn mấy chị ơi. Đây. Trời ơi mấy chị ơi, hàng như này thì mấy chị cho cái gì? Hàng như này mấy chị chốt làm sao cho nó đủ phê đây. 15kg già dạ, ok cô. Hồng 65, 15kg cho cô Vân. 15kg con lấy cho cô size L. 15kg cho con cô size L đi ha. 15kg size L cho cô Vân. Cô Vân nè. Đẹp lắm cái này. À, lấy về cho con tưởng mà cô. Đẹp. Đẹp lắm luôn. Rồi cho cô Vân một con nè. Đây lên áo thun nhé. Đây mấy chị ơi, áo thun này em cho mấy chị xem cận cảnh này. Em tặng luôn cho mấy chị con áo thun là bao nhiêu? 63.000. 63.000 nói thật sự mà nói, đây là hàng nhờ xả nha mấy chị. Hàng này là
Có một chị nhập về 100 cái chị bán được 40, còn 60 chị nhờ em xã. Hàng đây nói điêu danh dự luôn, chị nhập 100.000 một cái này, hàng đây là hàng Thung Thái, chị nhập hàng Quảng Châu nên là 100.000 một cái này. Bây giờ chị biểu em là xã giùm cho chị, xã giùm cho chị. Đó, thiệt sự luôn, chị nói là chị bỏ cho em 60. 60 em bán 63 em kiếm đúng 3.000, tin không ạ mấy chị, mới mang qua giùm em 60 con. Quá chi là xuất sắc, hàng này xấu. Hàng này mà xấu mấy chị vả em á, thiệt sự này. Đó, những chị nào 65 kg mấy chị cứ chốt thoải mái giùm em nha. 65 kg mấy chị cứ chốt thoải mái giùm em con này. Ai lấy trắng lên giúp em ạ, trắng 63.000. Trắng 63.000 mấy chị, trắng 63.000, hàng này là hàng bán thôi. Nói chung 3.000 nó không là cái gì đâu mấy chị, thiệt sự luôn. Nhiều khi trắng 63 giùm em nhé, lô này đẹp trắng 63. Chị nào lấy giùm em trắng 63 thì lên giúp em mã trắng 63, em có hồng cánh sen. Hồng, chị nào lấy hồng lên giúp em mã hồng. Chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng nha, hồng nè. Trời ơi con này thì không phải cái gì nữa mấy chị ơi. Mắt lạnh thằng lanh luôn mấy chị ơi, mắt lạnh luôn. Ai lấy hồng lên giúp em mã hồng giúp em, ai lấy hồng chốt giùm em mã hồng, hồng 63. Hàng này hàng thung thoái nha. Hàng thung thoái. Hàng thung thái giùm em. Chị like riêng chưa? Chưa chị ơi. Chưa like riêng. Các chị thích like riêng không? Em like cho. Không like áo mấy chị. Đây này màu xanh này cũng đẹp nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh này giùm em nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh này giùm em nè. Chị nào lấy xanh lên giùm em mã xanh 63 nè. Xanh 63.000, chị nào lấy xanh lên giúp em mã xanh 63. Xanh 63k sao không báo đơn cho chị Thúy? Em nói thiệt với chị Loan á, em không lãnh luôn chị biết không? Em kêu để về đây một đống đồ chị Thúy nè. Mà em nói để em cầm xuống chợ mà chị Thúy không chịu ghé vô, mà em không có rảnh luôn, em bán tới 4 giờ rưỡi chiều. Em về em có hàng, em không có một thời gian mà để em gọi là em chụp bill luôn á. Có nghĩa là một mình cứ lăn lộn không có thời gian luôn á mấy chị. Ai lên xanh chút xanh giúp em nhé, ai lên xanh chút xanh giúp em xanh. Cái lô này mà mấy chị không thích là mấy chị không thích em qua riêng nhé. Không thích em qua riêng mất khỏi mất thời gian. Không thích em qua riêng nha mấy chị. Đợi em xíu. Có một mình mà đồ ít mà phụ gì chị ơi. Đây còn mấy cái áo bé này nè, cưng hết sảy con bà bảy chưa nè, cưng hết sảy con bà bảy chưa nè. Tặng mấy chị 65.000 con này, không vốt về cho con gái yêu lắm. 10 kg cho tới 16-17 kg mấy chị chốt giùm em. 10 kg cho tới 16-17 kg thôi, nó đẹp lắm luôn mấy chị. 10 kg cho tới 16-15-16 kg mấy chị quay đầu giùm em nè. Em tặng luôn cái lô này cho mấy chị 65.000 thôi nha. 65.000 em cho mấy chị xem áo bên trong cho con gái nhà mình nè. Cho mấy cháu bé nè, mấy chị ơi màu hồng lên giùm em nhé. Em có 4 con thôi. Em có 4 con, em tặng luôn cho mấy chị là 65.000. Đây là mấy chị 65.000 nè. Hàng lúc nãy là hàng ấm, còn hàng đây là hàng gió, nhưng mà gió bên trong nó rất là dày luôn. 65.000 một con mấy chị ơi, hàng này mấy bé nhà mình mặc Tết bao đẹp luôn nha. Cưng chưa? Túi của nó nè, đó. 65.000, chị nào lấy thì chốt giùm em con 65 hồng và 65 cam giúp em nhé. Có mấy con thôi, có 2 ri thôi. 65 hồng và 65 cam 9 kg rồi lên đã mặc được rồi. Hàng này 9 kg rồi lên là mấy bé nhà mình đã mặc được rồi mấy chị ta nè. 9 kg đã ok giúp em rồi nhá. 9 kg rồi lên là đã ok rồi. Ở ai lấy thì lên giúp em là mã hồng hoặc là mã cam giúp em 65.000. Em xả luôn cho mấy chị 65.000 nhá, 65k. Rồi lên tới quần ring. Lên quần ring giúp em. Bây giờ là lên ring nè. Chị bán ở đâu vậy? Chị bán ở phố mày Diễm ơi, gì đó. Mai mốt ra lựa đi. Đây em còn một khôn quần ôm khuy mai hai gấu SML 130.000 một con. Hàng này mấy chị mua Tết giùm em. 130.000 một con, hàng viết như này nè. Đây 130.000 giùm em hàng SML form ôm giùm em nhá. SML hồng 65 14 kg cho Phạm Mai. Hồng 14 kg cho Phạm Mai. Còi cam 15 kg vừa không? Dạ vừa cô. Cam 15 kg vừa ở đường nào? Ở đường Kim Đồng em. Cam 15 vừa cô. Cô Văn mua đi cam. Cam 15 thoải mái luôn. Đây cho Phạm Mai một con này. Đẹp mà. Nó dễ thương lắm. Cam, ai lấy cam chút cam đi cô. Đẹp. Đẹp thiệt sự, không phải đẹp vừa đâu. Đẹp thiệt sự luôn á.
Ok cô, cam một con cho cô Vân một con này. Cam 15 kg cho cô Loan này. Giấy sao bị giấy hết. 65.000. Cứ tới viện 211 gọi chị là được. Đây em lên nha mấy chị ôm khuy gấu hai like cái này. Xem mờ một con này cho chị này. Đây, phong này em còn một con đây mấy chị ơi, em còn hai con. Em còn hai phong, phong này phong ôm dùm nhanh SML, còn S và M giúp em. S là từ 40, 45, 46 kg và M là 46 tới 52 mấy chị, 51, 52 mấy chị chốt dùm em 125.000 chị nào lấy 125 chốt dùm em mã 125 giúp em nhé. 125.000 quần bao qua giảng cho mấy chị luôn nè. Quần bao qua giảng cho mấy chị luôn 125.000. Chị nào lấy quần này hai khuy dùm em. Quần này hai khuy dùm em nha mấy chị 125.000. 125k giúp em. Áo phao đen nam còn không? Áo phao đen nam còn còn một con đen, một đen một xanh. Còn nha hậu ơi, còn á, còn một con đen. Ai lấy quần này chốt giùm em con này giúp em nha, chốt giùm em con này giúp em 125.000 lên giúp em là mã 125 S hoặc là 165 kg vừa không? 65 kg vừa. 65 kg vừa nhé. Đó, ai lấy đen chốt giùm em mã đen giúp em áo khoác. Em đang vừa có sẵn chưa? Là áo len hả chị hay áo gì? Áo len đúng không chị? Áo len thì em luôn sẵn sàng mà. Áo len là áo len hôm nay em về được mấy chục cái len rất siêu phẩm luôn á. Do mấy chị hỏi em lên riêng thì em lên riêng phao á. Phao em chưa? Phao chưa? Hôm nay nó mới gửi mà từ Hà Nội vào đây thì chưa vào được. Ai lên giúp em con này thì lên giúp em mã 125 nha. 125.000, 125 giúp em. 125. 125. Ai lấy 125 chốt 125 giúp em. Cái này cho đợi em xíu nè. Một hai năm đây lên tiếp cho mấy chị này, xả luôn cho mấy chị mấy con này. Có quần riêng ống rộng đen không em? Em không có chị, quần ống rộng mà đen là hơi hiếm, em còn săn nhiều lắm mà hơi hiếm. Đây còn một cái quần riêng lộn xộn, một cái lô riêng lộn xộn này em tặng luôn cho mấy chị. À quần này quần le mà không phải rồi, le lô này lô le giúp em, le lộn xộn mấy chị ơi, le lộn xộn giúp em. Ui còn cái quần này chị nào, đây còn lỡ cỡ như này này, có hai con le lộn xộn, hai con len lộn xộn size S này, chị nào lấy S chút em nha. Hai con len lộn xộn này em tặng luôn nha mấy chị, hàng này 150 nè. Bây giờ em tặng luôn mấy chị là 120 đi, tặng luôn mấy chị 125.000 size S giùm em nhé. Chị nào lên thì chơi lên giúp em mã le 125 giúp em, còn hai con S 125 giúp em, lên giúp em mã 125 le giúp em size S. Chị nào mặc S thì chốt nha. 125.000 một con len như thế này xuất sắc nha mấy chị ơi, lưng cao nha, nhìn giãn như này nè. Len em vừa không, len S giùm chị. Em này là con S nha mấy chị nha, con S. Con S giúp em. Em còn hai con S mấy chị ơi, nhìn con len này là hàng VIP không? Mấy chị ơi len này em cho mấy chị xem này, hàng nó VIP như thế này nè mấy chị ơi nè. Hàng nó VIP chưa nè, đó size S cặp cao lên lưng giùm em nha. Size S cặp cao chị nào mặc S giúp em S. Lên giúp em mã le. Le 125.000 giúp em, le 125 bữa em lấy size M đúng rồi. Cái này S là chặt 125 giúp em nha. Le 125 trời ơi con này mà không cho ai chốt hết thì thôi luôn. Em bán 125.000 mấy chị không chốt. Mấy chị hỏi em mà có riêng không? Lê chính tắc hay dài? Lê này lê dài chị. Lê này lê dài chị một cái. Chị Long Nguyễn size S giúp em nha chị Long ơi. Chị Long lên giúp em là mã chị Long lấy là lê 1 hay lê 2 đây? Lê này lê 1 này, còn lê 2 là lê sẽ trước. 125.000. Thì chốt giúp em mã 125. 125 dấu cách là 1 hoặc là 125 dấu cách 2 giúp em. Dấu cách 1 hoặc dấu cách 2 giúp em nhé. 1 hoặc 2 giúp em. 1 hoặc 2 giúp em 125.000. Chị lấy size S giúp em. Chị nào mặc S thì chốt nha. Chị nào mặc S thì chốt giùm em. Chị nào mặc S chốt. Số 1 và số 2 giúp em. Đẹp thiệt sự luôn. Chị nào mặc S thì chốt nha. Quá xuất sắc luôn rồi mấy chị. Anh ơi, anh ôm hết cái một cái chị Lâm một con chị lên giúp em 125 đó. Anh ôm hết cái này về vô giùm em với. 125 gì? Ờ mai qua đây.
125 mai qua chợ. Cái gì? Anh ôm hết cái ring rồi đây lại cho em like. Có màu khác không? Không phải ơi. Dạ em không chị. Hưng về mới về tức thì, mới đáp máy bay xuống tức thì. Size S giảm nhiều không? Chị vừa không? Không, chị không vừa, chị phải size M. S này không vừa được. S này không vừa được. Đây, em lên loại quần tét ly lưng thun cho mấy chế nè. Lâu lâu tạt vô một cái cho cô nào, chị nào mà to con thì chốt nha. Chị nào mà 60 65kg thì chốt khúc lô này giùm em. Quần nó đẹp mê luôn, không phải là đẹp vừa. Mê luôn không phải vừa, màu đó bữa chị lấy rồi đẹp lắm. Dạ, chồng ôm với cái đó lại giùm em với. Đây nè, size S của nó đây mấy chị ơi, size S của nó là sẽ từ 50kg trở lên giùm em. Size S là từ 50kg trở lên giùm em form này nhá, 50kg trở lên giùm em cho mấy chị xem cái form quần baggy nè. Form quần baggy lưng thun như thế này 209.000 một con. Bỏ hết cho em. 209.000 giùm em, 209.000 đó là em bán em nó thật sự mấy chị, rẻ hơn bao giờ hết luôn. Riêng quần baggy mà lưng thun này rẻ hơn bao giờ hết mà không có hàng. Không có hàng luôn. Em tương tác cho mấy chị 209.000. Đây bao co giãn luôn, hàng xịn, hàng ăn đông giùm em. Ai lấy 209, size S 48kg bao đẹp luôn mấy chị. Size S 48kg em không nói gian mấy chị, riêng hàng này đẹp luôn giùm em nhé. Ai lấy con này S giùm em, quá đẹp hàng baggy nhé. Ai lấy 209 lên giúp em mã 209 kèm S kèm M kèm L giúp em xem L 60 quay đầu. Form này form vừa 60 quay đầu giùm em, bao đẹp luôn. Riêng hàng này người ta bán mấy trăm nghìn đấy mấy chị. Em tương tác nha mấy chị 209 nha. Chị nào lấy 209 chốt giùm em mã 209 nha. 209 giúp em. 209.000 kèm size S M L giúp em. 50kg 48 50kg rồi lên cho tới size 60kg. Cái hàng này thì nó thiệt là lưng thun mê sen L cho chị Hiền một con. Chị lên kèm tiền giúp em với chị ơi, chị kèm giá tiền giùm em cho chị Hiền nè. Rồi, sen L lưng thun quá đẹp. Nó thiệt sự á. Những lô này mà không hốt là hơi lãng phí. Em thề cho mấy chị một câu luôn á. Quần mua đi. Thiệt sự luôn mấy chị. Riêng quần này mấy chị không săn là uổng 209.000. Mấy chị biết không? Shop trên huyện bán 208 là bình thường. Em còn một con M con này nhé. Tí like xong cộng đơn cho chị Thí luôn nha. Em sợ like muộn á. Chị Thuận Ngọc lấy con này thì ok giúp em chốt nha. Thuận Ngọc lấy con này thì ok giúp em chốt. Lấy con này thì ok. Còn quần lên tâm không? Không còn một con nào lên tâm là nói không rồi. Khỏi xưởng đứt hàng luôn. Riêng lên tâm không còn một con nào luôn. Ở chị Thuận Ngọc lấy con này thì lên ok giúp em nha. Ok giúp em. Rồi em còn một con size M lấy mặt ở nha. Ok đẹp lắm chị ơi. Em thề với mấy chị cái form này luôn ý. Năm ngoái em bán là 250 đấy. Năm nay săn mãi mới được 10 ri thôi. Không có nhiều, họ về hồi chiều đúng 10 ri mới giao lúc chiều. Đây size M của nó nè. Mấy chế size M của nó này, form khác này, đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Size M này em nói 60kg cũng vừa mà mấy chị. M này 60kg vừa nè. 200 mấy rồi mấy chị không chốt. Nó quá là đẹp. Nó quá ư là đẹp luôn mấy chị ơi, thiệt sự luôn. Ai lấy thì chốt cùng em nha, lưng thun. Em lên tiếp một mẫu lưng thun để cho mấy chị rồi em qua đi nha. Cái L này là của cái mã khác là sao? Của mã khác. Ừ. Đây tiếp giùm em. Đây nè, mê chưa nè. Chốt về mặt bán này chị ơi. 700. Size L. Size M đây. 65 67kg mấy chị chốt giùm em. 65 67kg mấy chị chốt giùm em lô này, 600 67kg mấy chị chốt giùm em lô này giùm em 65 67kg. Xem L của chị form gì. Cái này form baggy hết nha. Cái form này 65 67kg mấy chị chốt giùm em. Chị nào 70 vẫn ok giùm em form này nhé. 70 vẫn ok giùm em form này. Size này size L mấy chị lên giúp em mã 109. Quan chị mấy chị lên giúp em là mã 3533 dấu cách size L. 3533 dấu cách size L giúp em. 3533 cho nó khỏi lộn mã mấy chị. 3533 dấu cách size L giúp em là cái mã lưng quần. Cái mã lưng của cái thun á đó, 3533 giúp em dấu cách size L giúp em nhé. Cái này 67 70kg vẫn được. 67 hàng mà 67 70kg mà nó phê cỡ đó mà mấy chị, quá đẹp. Cái này là size M của nó nè, M của nó phải 55 57kg trở lên mấy chị. Có anh chút không mấy chị? 3533 bao nhiêu tiền cũng 1209 luôn nha chị Lài Loan ơi. Tất cả hàng lưng thun đều 209 hết chìm em.
giá sao về bạn? Dạ tất cả lân thun đều 209.000 dùm em nhé, 209.000 dùm em, lân thun bao về hàng đã hàng An Đông, hàng đã hàng An Đông dùm em luôn, hàng An Đông dùm em. Lấy em một cái 61kg, 61kg lấy em size M thôi, 61kg nè. Quá đẹp Diễm ơi, nó phê lắm Diễm ơi nè. 61kg em sợ cái này con dĩ nó mặc con rộng luôn á chứ. Phong này phong rộng luôn dùm em nha, quá đẹp luôn. Có bét ghi size 45kg không ạ? Bét ghi 45kg có chị ơi, 61kg là cũng to chứ hả? Hàng VIP luôn á, đưa lên xem, đợi cái gì chị đưa lên xem. Đưa lên xem với gì không? Chị Thuận Ngọc lấy con kia thì chốt dùm em nha, 61kg cho Diễm nè. À, Becky đưa lên xem cái gì chị ơi. Đây này, size 70kg quay đầu dùm em nè. Size 70kg quay đầu dùm em nè, 3133 nè. 3 quên lộn, 3533 nè. 3533 70kg quay đầu dùm em, 3533 viết cho mấy chị ơi. 3533 mắt da đàng hoàng nhá. 3533 65 cho tới 70kg nè, 3533 giúp em. 3533 dấu cách size. Trừ hao rộng không chị? Em bao em cao không? Quần em quần chốt rồi chị ơi. 3533 chốt giùm em. 3533. Nếu như mà em á mà lấy size S thì em quá chi là chật, em không nít được thì em chỉ có size M thôi. Em chỉ có size M thôi. Rồi qua tiếp em một cái form nữa. Em lên tiếp một cái loại form xịn nữa rồi em like bên riêng bình thường cho mấy chị. Ờ, đây hàng này nó cũng đẹp mắt da các kiểu luôn. Đây nè em đang cầm con gì đây, con size L đây mấy chị ơi. Không chốt mà chốt cái gì mấy chị, đây nè size L này, L này 62-63kg quay đầu dùm em, không 65kg quay đầu dùm em. Size L này tất cả phân quần này 65 hết, 65kg quay đầu dùm em. Mấy chị lên giúp em mã 3510, 3510 giáp cách SML giúp em 50kg để lên cho tới 65kg, 50 tới 65kg chốt dùm em, 50-65 nha, phân quần này rộng rộng 50-65 dùm em. 3510 nhé, 3510 giúp em, 3510 giúp em, 3510 tương tác giúp em luôn này, 3510 giúp em, SML 35, 3510 giúp em, 3510 rồi 3526, nói chung là đẹp lắm mấy chị ơi nè. Trời ơi nó mê luôn, đây nè cho mấy chị xem phong quần của em nè mấy chị, nó quá đẹp chị, mấy chị không chốt mấy chị chốt cái gì mấy chị ơi. Mấy chị chốt không được, mấy chị chốt cái gì đây. Sao lên riêng sao mà mấy chị cũng bao nhiêu vậy chị? 100, không quên 209. Quần này 209, 209.000 thôi, để em lên bếp ghi phong vừa đi ha. Thấy cái phong này mấy chị chốt buồn quá. Lên đó khác không ạ? Lên khác đi hả? Lên đồ khác. Em đang về nhưng mà cũng thấy chán chán đây nè. Lên riêng này đi ha. Tụi chị lấy ông kéo thun chứ tôi rút không lấy, ủa vậy hả? Từ em lên bác ghi cho mấy chế. Còn ôm không? Còn ôm không? Còn hai lưng này tặng luôn cho mấy chị hai con này luôn, hai con này đẹp con này. Chị nào nhỏ nhỏ con chốt hai con này đi mấy chị. Chị nào nhỏ nhỏ con chốt hai con này giùm em đây. Mấy chị ơi 35kg trở lên chốt giùm em nhé. Cái này cho mấy bé nha. 35 trở lên chốt giùm em. 35kg trở lên mấy chị chốt giùm em con này nhé. 35kg trở lên mấy chị chốt giùm em. Em tặng luôn cho mấy chị con này 99 nha. 35 cho tới 42 mấy chị chốt giùm em. 35 cho tới 40 nha. 99k một con này để mai mốt em ghé lấy luôn nha. Ok. À, ra sớm chứ còn để lâu là không để nha Phạm Diễm ơi. Ra sớm chứ để lâu là không để nha. Đây lên giúp em lại con này mấy chị ơi, 35kg trở lên mấy chị hốt nha. 35kg trở lên giùm em, 35kg phong quần siêu cao luôn giùm em nhé. 35kg trở lên giúp em mã này là 99k giùm em nhé. Hàng này hàng đẹp, hàng này hàng xịn luôn á. 99.000 cho phong, nó nhỏ quá nên em xả luôn cho mấy chị 99. Thì nào lấy 99 chốt giùm em, mã 99 giúp em. Mã 99 giúp em. Ôi lên riêng mà mấy chị không chốt, em đến gì nha mấy chị chốt đây. Có áo khoác bé không? Áo khoác bé là chị Trần Liên, áo khoác bé hết rồi. Khoác bé lỡ cỡ em hết, hôm trước em gửi chị Liên cái luôn, không biết lạc ở đâu, buồn ghê luôn. Ủa thật sự giờ lạc đơn cho chị Trần Liên thôn 3 rồi cũng không biết nữa. Quần cháu mới cầm cô 1,50 nặng 62kg vừa không? Dạ vừa cô, 62kg vừa luôn cô Long. Chị nhắn địa chỉ cho em nha. Ok, cô Vân ơi, cô Vân lấy mấy cái quần này, cô Vân mặc này đẹp mà. Cô Vân ơi, cô Vân lấy mấy cái quần này, cô Vân mặc này. Cái này thiệt sự luôn á cô.
nó vừa đẹp mà con nói với cô nó vừa rất là dễ chịu luôn đây nè, nó vừa đẹp mà về vừa dễ chịu luôn nè cô, lưng phung như thế này nè, mặc bán hàng máy thoải luôn. Cô mặc với một cái áo lửng lửng, con nói thiệt chứ, đây nè, mấy người lớn chỉ cần mặc giày nó kèm thêm một cái áo thun như thế này nữa là đầu đủ đẹp rồi nè mấy chị, đây nhá, rất là đẹp luôn nè, lưng này nè đó, 209.000 một quần, riêng 99 size bao nhiêu, size S và size M nhá, size S và size M đây. Cô lấy giúp con thì cô lên giúp con là mã riêng 1209.000 nhé, riêng 209 giúp con 62 kg, chốt cô size M riêng 209, riêng 209 nha, 209.000 bao đẹp. Cùng đây mà cô về vải đẹp không, bao luôn cô ạ. Con đã bán quần riêng mà mấy trăm nghìn là con bao chắc cho mấy cô mấy chú luôn, con bao chắc cho mấy cô mấy chú luôn, không phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ. 200 mấy nghìn thì không phải suy nghĩ, nói thật sự luôn mọi người ơi, 200 mấy nghìn không phải suy nghĩ luôn á. Chốt đẹp lắm, con nói đẹp là đẹp mà, về mà không đẹp cô cứ gửi lại con không vấn đề gì, để không đẹp cứ quất lại đây. Ông đứng này, em còn một lê ông đứng này mấy chị ơi, chúc cho con gái mình. Hải ơi cho chị xem áo vừa em vừa cầm đi. Áo em vừa cầm à. Áo em vừa cầm 63.000 một con. 63.000 một con hàng Trung Thái, form vừa như này. 65 kg quay đầu giùm em, form này form đẹp. Hàng này hàng cái dạng cho mấy chị trung tuổi á, cho mấy chị trung tuổi á. Đây nè, thiệt sự hàng này cho mấy chị trung tuổi á mấy chị. 63.000 một con áo như này nè, 63.000. Chị nào lấy xanh thì chốt giùm em ạ, xanh 63.000 nhé. Xanh 63.000 giùm em, xanh 63. Xanh 63 giùm em. Rồi em lên tiếp một quần riêng ông đứng cho mấy chị này. 130.000 một ông đứng, ông đứng phi giùm em. Size SML. Size SML ông đứng như này đây mấy chị ơi, ông đứng nhỏ như này nè, SML giúp em. Cái này cũng 35 kg qua đầu giùm em nhé, mấy chị chốt về cho con gái mặc. Rộng quá. Dạ. Mấy chị chốt về cho con gái mặc mấy chị ơi, 35 kg trở lên là mấy chị chốt nha. 35-37 kg trở lên là mấy chị chốt nè, 35-37 kg trở lên mấy chị chốt giùm em 130.000. 35-37 kg và tới size 48 kg mấy chị chốt nha. 130.000 mấy chị lên giúp em mã 130S, 130M, 130L giúp em 130.000 nha. 35 kg, 30 kg, 35 kg trở lên là mấy chị chốt giùm em. SML. Ơi chốt riêng mà yếu vậy ta. Em mẹ vẫn nghĩ là hôm nay riêng về mấy chị chốt mạnh lắm chứ. Em còn một cái lô áo khoác á, à xưởng nó xả nè, mấy chị thích không, lên riêng chán, chốt chán vậy ta. Đây em còn một lô riêng rộng cho mấy chị nè, ôm hai phi may gấu nè. Em này cũng dành cho mấy chị to luôn nè. Ông đứng sĩ bao nhiêu thì lấy sĩ đi. Sĩ ông đứng em nó thiệt chứ, sĩ ông đứng này là 123.000. Sĩ đứng này là 112.000. Sĩ đứng 112.000 chị ạ. Chị lấy hết thì em bỏ chị nguyên ri 112k. Nhanh gọn lẹ. Bây giờ là chị hàng gọi là bán một ít rồi còn xả thôi. Sĩ đứng 112.000, chị về muốn bán nhiêu chị bán kệ chị. Em gọi khách tầm đó. Một cái em kiếm đúng 5-7.000 không tới. Nếu em bán lẻ thì em còn kiếm được tầm 10 mấy nghìn. Chứ còn nếu em bán sĩ thì em kiếm được khoảng tầm sĩ thì tầm 5-7 nghìn cái quần thôi, kể cả áo, áo cũng không tới nữa. Con đứng hai con đen, hai con đen, còn hai con đen này mấy chị ơi, hai con đen này, ui đen này đẹp quá nè. Hai con đen này em tặng luôn cho mấy chị nha. Hai con đen này với Hải tặng luôn cho mấy chị túi đắp trước nè. Hai con đen này em tặng luôn cho mấy chị này, size 7. Size 27 nha mấy chị. Em tặng luôn cho mấy chị con đen này bao nhiêu ta? À, 105 đi. Ai lên đen 105 chốt giùm em mã đen 105. Em còn 2627 nhé. 2627 form này form nhỏ 42 kg quay đầu giùm em 105. Ai lấy đen chút giùm em mà đen 105, đen 105 giúp em. Đen 105 nhé, đen 105. Chị nào lấy thì chút giùm em mà đen 105. Đen 105. Ủa em lấy bì rồi em bỏ đâu hết vậy? Em rút bì ra xong vứt ở trong rồi giờ. Đen 105, đen 105 cho Thúy Phan một cái size 27 Thúy Phan ha. Cái size kia đen 105. Em còn một con size 26 á. Em còn một con size 26, mấy chị nào lấy thì chút giúp em. Size 26 nha chị, chặt ráng chịu nha, đừng bảo chị đổi nha, chặt ráng chịu đó.
Rồi ai lên em còn con đen 105 size 27, chị nào lấy lên giúp em ạ. À? Đen 105. Đen 105 giúp em, đen 105. Đen 105, chốt đen 105. Em à, em có mấy cái món này em tặng luôn cho mấy chị nè. Còn mấy bị này nữa, hết 50 bị nè. 20. Nói rồi không nghe. Về mấy công chị ơi, em tặng quá. Ai gửi cho? Ai gửi ra tôi lại tốn ship. Người bán cầm trên tay mà cứ cãi à. Nay em còn mấy món này em tặng luôn cho mấy chị thôi. Tối nay giờ còn mấy bì này em tặng luôn cho mấy chị nha. Có một chị kia họ đặt tới mười mấy bì luôn á mấy chị. Đây nè, ô mai giúp em năm nào cũng bán nha. Ô mai giúp em bây giờ còn đúng 5-6 bì thôi. Còn đúng còn đúng 4 bì. Em tặng luôn mấy chị 35.000 một bì nha. 35.000 một bì, em còn đúng 4 bì. Chị nào lấy ô mai giúp em, chị nào lấy ô mai thì lên giúp em mã ô mai nha. Chị nào lấy ô mai thì lên giúp em mã ô mai giúp em. Ô mai 35.000 một bì. Ô mai 35.000 một bì giúp em nhé. 35k một bì ô mai như thế này này, rất là nhiều bì bên trong luôn nha. Cái bì nhỏ này em nói thiệt mấy chị, cái này là mứt có dạng như mứt hoa quả, người ta sấy người ta bọc rẻ như thế này nè, người ta bọc bỏ trong bì rất là sang luôn nha, không phải sợ sợ con gì bu vào đâu mấy chị nhé. 35.000 chị nào lấy lên giúp em là mã mứt. Chị hai bì ô mai, chị Hương Đinh hai bì này. Ok chị Hương Đinh. Chị hai bì, em còn hai bì nữa đó mấy chị, cho nó hết cho nó gọn nhà luôn. Hai em còn hai bì nữa, chị nó lấy hai bì chút cho em nhé, lên giúp em nha mấy chị. Ô mai còn hai bì hết sạch thành công, hai bì nữa là em hết, chị nó lấy thì chốt giúp em. Rồi em qua mã tiếp, em qua mã tiếp cho mấy chị này. Ô mai cái này mấy chị lấy về dạo Tết nó sang lắm luôn. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, em hai bì cho Yến Hình, hai bì nữa là hết. Yến Hình em nói thun đi hả, Yến Hình, Yến Hình, Yến Hình nè, em lấy cho chị thì em chốt cho mấy chị, mai em gửi luôn hả, chị lấy bì thì hiện bì nữa là hết rồi, em về thêm nhé. Rồi, chị Khương hai bì hả, đủ mấy chị ơi, chị kia lấy của em không là hết mấy bì, 9 bì rồi. Chị Ngô Hồng Lý này, em có ô mai không chị, chưa thấy. Hồng Lý 35. Chị Khương hết mất rồi chị Khương ơi. Chị Hiền hai bì nữa là em hết luôn rồi. Chị Hiền hai bì rồi em hết rồi. Hiền 2. Em hết rồi. Hết rồi đó mấy chị ơi. 50 bì hết sạch để em về thêm. Hàng này siêu VIP luôn cho mấy chị á. Hàng này hàng VIP luôn đó mấy chị ơi, hàng VIP luôn đó. Lên áo phun phong này thử luôn. Để em lên áo khoác cho mấy chị. Ui trời ơi mấy chị ơi, mê luôn này, cái lô áo thun này mê luôn á, thiệt sự là mê. Mê thiệt sự luôn mấy chị, phong rộng. Đây em lên cho mấy chị cái khoác này. Chị nào lấy len thì cứ lên len giúp em nhé. Len len này mấy chị ơi, để chị hai bì hả, em cứ chốt đi rồi hôm sau em về cho chứ hết sạch rồi, không đủ, không có hàng, không có hàng. Đây mấy chị ơi, len nè, em cho mấy chị len bên em này 165.000 len nhé, len ép hết toàn tập luôn giùm em. Em về được cái lô len mà có túi trước về cho mấy chị nè, em về được một lô len túi trước cho mấy chị cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. 56-57 ký là mấy chị vẫn ok vì len nó giãn này mấy chị. Em bán cho mấy chị 165.000, chị nào lấy 165 chốt giùm em mã 165 nhé. Đẹp chưa, sang kinh khủng luôn, len này nè, 165.000. 165.000. Mai gửi chị bộ đồ đen luôn nhé. Ok chị, áo len mặc sướng lắm. Cảm ơn chị Hương Đinh. Bao sướng không cho mấy chị, riêng lô len này nè em về thêm. Mà em về chỉ có là cái loại có túi trước này cho mấy chị, không, nó không bị cái gọi là kén tuổi á. Nó em có ô mai không, không. Còn đúng một bì ô mai á, lẽ đúng một bì á. Thôi coi nào. À em một bì nữa là hết rồi, là đủ luôn á, để em lại em xem nữa đủ luôn. Rồi nếu lấy thì mai tí phan nữa là em hết nha, em hết ô mai.
hết rồi. Rồi Thúy Phan có một bì, chị Hương không có. Có 67 kg không à chị? Chị ơi không có, chị Hương hồi nãy giờ sao chị Hương không vào xem quần 67 kg? Hồi nãy giờ chị Hương không vào xem mua quần 67 kg nè. 67 kg hồi nãy giờ chị Hương không vào xem quần mua quần 67 kg. Quần 67 kg 209.000 không mua chị Hương ơi. Nó đẹp như thế này nè chị Hương. Thiệt sự luôn nè. Quần riêng này nó đẹp lắm luôn á, có size tới 67-70kg luôn này. Chị Hương không chốt mấy con này với áo thun về mà mặc. Mấy áo thun lúc nào hôm bữa mua đó về đẹp kinh khủng luôn, 67-70kg. Hàng chị nhận rồi mà áo len đen phố tay trắng bị lỗi. Chị ơi lỗi gửi lại giùm em nha chị Hiền ơi, em sẽ đổi cho chị cái khác. Len tay trắng lỗi em sẽ đổi chị cái khác nha. Đây nè, cái phong quần này đẹp lắm, 209.000 mà xuất sắc luôn á. Dành cho mấy chị size thiệt là to luôn, dành cho mấy chị size to á, nên chị nào mà 67-70kg mấy chị chốt những cái phong quần này về mà mặc đẹp lắm. 67-70kg đẹp, đẹp mê mẩn luôn á. Đây em lên tặng cho mấy bác cái lô áo này nhá, vừa bán vừa biếu vừa tặng vừa cho, mấy chị tin không? 65.000 một con, vừa bán vừa biếu vừa tặng vừa cho. Ôm được cái lô này về cho mấy chị 10.000 con, kiếm không tới 10.000. 65.000 một con. 65.000 giùm em. Sáu mươi lăm nghìn với Hải vừa bán cho mấy chị luôn nhá. Tương tác like lên giùm em với, tối nay like yếu quá. Tối nay like yếu quá thiệt sự luôn. Đây này mấy chị ơi, form nó như thế này nè. Với Hải tặng luôn cho mấy chị luôn nha. 65.000 hàng nút như thế này. Mai em gửi lại cái áo lên nó để đổi nha. Ok chị. Đây này mấy chị ơi, form này cho mấy chị 60kg là thoải mái luôn giùm em nha. Dạng bomber, bomber gió mỏng như này nè. Đó, 65.000 một con mấy chị ơi. Đó, chị nào lấy hàng 65 thì chốt giùm em nha. Vừa cho mấy chị luôn cho con. Đây em nói thiệt mấy chị, bây giờ em tặng vậy thôi chứ nó lộn xộn nha mấy chị. Chứ ra Tết á không bao giờ có cái giá này, kể cả như không bao giờ. Vì ra Tết là nó đã lạnh rồi thì những cái hàng này nó rất là chạy luôn. Thiệt sự rất là chạy luôn những cái hàng như thế này. 60kg mấy chị thoải mái giùm em con này nhé. Chị nào lấy vàng lên giúp em mã vàng 65k. Chị nào lấy vàng chút giùm em mã vàng 65.000, vàng 65.000 giúp em. Xanh 65, nói chung là lộn xộn em sẽ like lộn xộn cho mấy chị. Đó, đẹp lắm. Xanh 65.000 nè. Hàng này mà không chốt rồi mấy chị chốt cái gì đây. Xanh 65.000 bao đẹp luôn nè, xanh nè. Chị nào lấy xanh gió thì lên giúp em mã gió. À, ở đâu ra một cái con gió này mà bán 65.000 mấy chị. Xanh ngọc rất sang luôn nha. Đó. Xanh 65.000 giúp em. Chị nào lấy xanh chốt giùm em mã xanh 65. Chị nào lấy xanh chốt giùm em mã xanh 65.000. Mê chưa? Xanh 65.000, em có đúng hai con xanh 65.000. Chị nào lấy chốt giùm em xanh 65. Xanh 65.000 mê thiệt sự. Xanh 65k 5556 kg quay đầu giúp em xanh 65.000. Gió này tặng hết cho mấy chị luôn. Ôm được rẻ thì tặng rẻ ha. Ôm được rẻ thì tặng rẻ. Mấy chị còn tương tác lên em không mấy chị? Sao thấy? Ui em nói thiệt nha, em có nghĩ em về cái lô ring mà biết sai á. Về lô ring mà sai từ 70kg. Vàng 65 cho chị Hương Đinh. Vàng 65 cho chị Hương Đinh. Là em nghĩ mấy chị sẽ chốt mạnh luôn á, thực sự. Vì là ring mà tầm 70kg nó rất là hiếm. Xanh này, em còn con xanh này nữa nè. Ui mấy chị chốt yếu ghê luôn, nhắc lên ghê á. Hàng gì mấy chị lên một yếu nhát thì cơ chứ. Hàng về mà mấy chị chốt cái này là đi hết hàng luôn. Nhát tan hết hàng luôn mấy chị ơi. Mấy chị ơi, còn xem không? Chị nào còn đang đam mê thì cho em một nút chấm xem nè. Nè có con vàng này còn màu nào nữa không? Phải mai nhiều mà. Lấy mấy con này về cho mấy lên áo thun đi. Áo thun bây giờ form nó vừa thì không có. Còn màu hồng nữa này, hồng nhạt nè. Có hồng nhạt này.
ơi, hồng nhạc này cho mấy bé nhỏ là mình mê luôn cái này mấy chị ơi này. Ai lên hồng giúp hồng giúp em nha. Ai lên hồng giúp em chỉ có 65.000 một con giỏ thôi. Giỏ bomber lặn gió kéo vẫn 65.000 thôi nhé. Ai lấy hồng chốt hồng giúp em. Ai lấy hồng lên hồng giúp em mấy chị, hồng hồng 65k nhé. Hồng 65.000 mấy chị lên giúp em mã hồng 65. Hồng 65.000 giúp em, hồng 65. Hồng 65.000. Có mũ á chị, có mũ nhiều lắm, có mũ lên vàng đẹp nè. Mũ lên vàng đẹp nè, để lên mũ cho. Trời ơi con vàng này mê chưa nè, chữ của nó bên hông tuổi nè. Trời ơi mê luôn. Cái này phong nhỏ cho mấy bé nhà mình, trời ơi nó đẹp nè. Ai lấy vàng lên giúp em mã vàng, trời ơi mê. Ai lấy vàng lên giúp em mã vàng giúp em, đẹp quá. Ai lấy vàng lên giúp em mã vàng giúp em, vàng. Ai lấy vàng lên giúp em mã vàng giúp em nhé. Vàng 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 65.000. Con gió này bán tặng luôn nha mấy chị, mà mấy chị không mua. Vàng 65 giúp em. Vàng 65k, vàng 65. Một cái vàng 65.000. Cứ từ 38 40 kg là mấy chị chốt vàng 65. Có mũ đó. Đen. Chị nào lấy đen chốt giùm em mã đen giúp em. Đen ra mệt quá mấy chị ơi, chiếu chốt yếu quá. Đen giúp em. Xanh nữa nè, lúc nãy có xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh nè, vàng nè, đen nè. Vàng xanh đen giúp em 65.000. Cái lô này mai em đem xuống chợ em cha. Con hồng, cái con lúc nãy có giống như con vàng mà là có con hồng này mấy chị. Có con hồng á, chốt đi. Nó đẹp như này mà mấy chị không chốt thôi chứ. Cái lô này mai em đem xuống chợ em bán. Thôi mấy chị ơi, thôi em xuống like nha. Em xuống like nha mấy chị ơi. Em xuống like đây. Thấy chốt yếu quá. Chốt mà mỏi ghê. Ôi con cam này để chờ dữ thần. Con cam này đẹp quá trời luôn nè mấy chị ơi. Đẹp quá chưa. Đẹp mê luôn. Quay xuống lại mấy chị ơi. Hàng về như thế này mà mấy chị dài lại xô xỉu em rồi. Áo len mấy chị còn không chốt thì chốt cái gì đây. Thôi em xuống lại đây. Đen 65 cho Hạ Mai. Đen 65 cho Hạ Mai. Đen 65. Thôi em xuống đây. Mai gì ta. Mấy chị bữa nay vẫn tư tưởng là hàng ấm á. Bữa nay còn lạnh quá nên chưa có thể chị nào mà. Trời nó còn lạnh quá mà. Quần green size to này, green ôm size to. Xanh 40kg vừa không vừa nha chị ơi. Xanh thoải mái vừa luôn á chị. Con xanh này đẹp lắm. Cái con xanh ngọc này thiệt sự là đẹp. Xanh ngọc này em có đúng hai cái nhưng mà xanh ngọc thiệt sự là đẹp mấy chị. Đó là em nói thật lòng. Con xanh này đẹp thiệt sự luôn á. Xanh này đẹp thiệt sự mà mấy chị, con xanh này nè. Con chốt uổng 40 thoải mái luôn mà chị. Khoác này thì em nói thiệt nó phải rộng rộng chứ. Đẹp. Xanh này quá đẹp luôn. Ai lấy xanh thì chốt xanh giúp em nhé. Xanh em có hai con. Cứ 40kg trở lên cho tới size 55-56kg. Form áo này là áo rộng luôn giùm em. 55-56kg mấy chị chốt giùm em nha. 55-56kg mấy chị chốt giùm em. Sao ta? Chấm bài đi lên giùm em sắn một nút à. Em có mấy cái quần đây này em để nút ở đây. Không có gì quần. Chị nào mà hốt về cho con trai mặc thì chốt. Nó bị rách đó. Hàng này hàng xịn nhưng mà hàng rách mấy chị ơi. Em xả luôn cho mấy chị 60.000 mấy chị lấy xanh 65 có mũ cho chị Lý này. Xanh 65 có mũ cho chị Lý này. Đây này nó bị rách như thế này nè, hàng đẹp lắm mấy chị. Hàng đẹp lắm luôn á, hàng Vinh là bao xịn luôn, hàng xịn luôn giùm em á. Nhưng mà nó bị rách nên em xả cái lô này cho mấy chị 60.000 luôn mấy chị. Xả luôn 60 cho mấy chị luôn. 60.000. Đây.
lô này quá rẻ luôn á mấy chị. Đây nè, bữa trước em nó gửi cho em mà em không có nhìn, em tưởng là nó không rách, bây giờ nó rách như thế này. Em xả lỗ luôn cho mấy chị nè, 60, chị nào lấy 60 nam thì chốt nha. Nó rách sơ sơ như thế này nè, nó rách sơ sơ như thế này thôi mấy chị. Nó khi mặc ra là nó chỉ có sơ sơ thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy 60 chốt 60 giúp em, hàng xả không lỗ trả giùm em nha. 60k, ai lên 60 chốt giùm em mà 60 giúp em, ai lên 60 chốt giùm em mà 60. Thôi để cái lô này đi, mai sẽ mai xả đồng giá luôn, mai xả đồng giá cho cha đó. Xả 60.000, 75.000. Thôi em xuống like đi mấy chị ơi, em xuống like đi mấy chị. 10 giờ rồi, mai em lên hàng ấy cho, mai em lên áo kiểu cho mấy chị sắm Tết, mai em lên áo kiểu cho. Mấy chú yếu quá. Thôi bye bye mấy chị nha, bye bye mấy chị, mai em lên áo kiểu cho mấy chị chọn. Hello, my name is...